Hello các bác, hello các anh chị em. Kính chào toàn thể quý vị đang xem các video testing Việt Audio. Kính chúc quý vị có một ngày thật an lành, thật nhiều niềm vui và có thật nhiều năng lượng. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một cặp loa Bookcell cực kỳ là gấu chó của hãng Sony Aiwa. Nó có thiết kế là 3 đường tiếng, một loa subwoofer, 2 loa trung giải rộng và một loa siêu tép. Loa sub thì đường kính khoảng 14 và hai con trung giải rộng quay ra hai mặt thì đường kính khoảng 8 cm và một con siêu chắc nằm ở giữa. Cặp loa này thì bản thân ấy tiền nhiệm nó là một cặp loa hai cầu hay còn gọi là bi-wah. Cái cầu trên ấy thì là nó ra giải trung âm và giải cao, cầu dưới là đánh nguyên giải sub. Thế nhưng mà cái khổ một chút ý, là khi đi theo nó là một cái bộ dàn và nó chạy hai cái cầu độc lập. Và cái trở kháng của họ setup thì nó lên tới tận 16 ohm cân. Rất là quai, rất là khắm. Chính vì thế khi chúng ta ghép với những cái cục dàn mini hoặc các cái cục dàn chung mở gần max volume lên rồi thì tiếng nó mới lên được có chút chút thôi chứ nó không to được. Đó là do bên trong loa họ đã xử lý cái mạch phân tần và họ đưa rất nhiều các cái trở kháng để giảm áp, bởi vì là bản thân cái con cục nguồn đi à cục dàn đi theo nó chạy bằng STK chân Z. Nó không hỗ trợ được các cái trở kháng nó quá thấp cho nên là hãng người ta mới setup như vậy. Nhưng khi bây giờ em đã chuyển về một cầu loa bổ sung thêm các cái linh kiện dành cho việc cắt tần số giải thấp, ví dụ như cái con súp này này là bây giờ là nó ra các cái giải từ trung trầm trở xuống, và những cái con loa này thì đương nhiên là từ giải trung cho đến trung cao và các cái giải cao trở lên. Bây giờ là trở kháng nó xuống mặc định như ban đầu là 6 ohm và cái công suất đáp ứng của nó là khoảng là 20W cho đến 200W, đấy là dành cho các âm ly ghép phù hợp. Thế còn thì với những cái loa như thế này chúng ta không cần quá quan tâm đến vấn đề về cái công suất bao nhiêu cho nó đủ, vì những cái loa Bookcell tầm watt 13, 14 như thế này chúng ta chỉ cần dùng các cái con âm ly là có công suất ra tầm khoảng 30W cộng 30W trên mỗi kênh là đánh ngon rồi. Và ngoài cái vấn đề nó có một cái thiết kế cực kỳ là hầm hố ra thì cái chất âm của nó cũng bướng không kém. Phải nói rằng đây là một con loa có giải trầm rất là đã tai. Anh em nào mà ưa thể loại nhạc rumba với lại các cái dòng nhạc DJ rồi thì non-stop tiếc thứ thì phê. Em khẳng định là phê luôn. Bass cực kỳ là hay luôn, tiếng tốt, trầm mạnh. Bass còn đánh hơi bị đã luôn. Mời các cụ nghe nhé. Kế rất là hầm hố, gồ ghề. Và đây là cái căng của em đó. Cái căng cũng rất đẹp. Cặp này thì made in Thái Lan. Ngoài khả năng chơi Bookcell độc lập ra thì nó còn có thể hỗ trợ là xem phim, nghe nhạc định dạng 5.1, 7.1 hoặc là mình làm loa tay karaoke rất là hay. Chiều cao là 30, chiều ngang là 21 và chiều sâu tổng thể của nó là 25 cm, hậu khá là sâu. Cái lợi điểm hai lỗ để lách trước cho nên nó tạo ra cái giải trầm rất là mạnh và lực, nó đánh như súp luôn. Nhưng bản thân gốc của nó là loa súp mà các cụ. Đương nhiên loa súp thì phải đánh như súp rồi, cái điều này là điều không thể cãi được. Bắt cực kỳ hay luôn. Đây
các cụ nào có mơ loa hạng bát thì xây ngay cặp này là thỏa mãn đôi tai luôn. Bát hay, trung âm cũng dày, và dày cao thì các cụ nghe là thấy rồi, không cần phải đả thêm nữa. Em đang đánh vào một con lâm ly, có tổng công suất là 90W. Tiếp theo em mời các cụ lắng nghe một giọng ca rất là ngọt ngào của ca sĩ Phương Anh. Tiếp theo thì em mời các cụ lắng nghe một giai điệu đàn dây rất là hay đến từ người anh em chị Na.
Vâng, rất là hay, rất là gồ ghề, ngoại hình đẹp, nội thất ngon và đã được độ lại mạch phân tần, hay hơn cũ rất là nhiều, em khẳng định một điều luôn. Và chỉ có hơn 1 triệu đồng cho một cặp loa này thì em nghĩ đây là một cái giá nó quá là bèo cho anh em vừa nghe vừa trải nghiệm. Rảnh rảnh thì có thể là ghép làm loa tay karaoke hoặc là làm các cái loa dành cho việc nghe nhạc xem phim cũng rất là tuyệt vời. Và cụ nào mà có nhu cầu bế em nó về để chơi trong phòng thì cứ vui lòng alo cho em theo số điện thoại 0984 511 460. Em ở Hà Nội và ship hàng toàn quốc cho tất cả các quý vị trên mọi miền Tổ quốc. Một lần nữa, xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.